tăng trong đêm tà tư. Tưởng nghe sao thổi chi du, nào hay cơn gió sang thu lạnh. Này chàng trai kia, chàng trai đang thất tình cô nàng nào vậy? Chàng trai, anh Phương Tùng, anh hãy để cho em yên à. Thì anh cũng muốn để cho em yên, nhưng em nào có chịu yên. Từ lúc em giả trai đi học 3 năm trời, em về đến nhà thì lúc nào cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Thất tình cô nàng nào hãy nói cho tôi biết đi anh bạn ơi. Nếu biết như vậy tôi đi học quách cho xong. Tại tôi lười nên cô mới đi thay. Em đêm ngày giúp việc cho cha, hát tương đàn ca em phải sắp xếp chương trình. Em có tài rồi sẽ được làm quan. Anh này. Dạ thưa, dạ thưa bà quan cái đội lớp ông quan đực. Nhưng mà nói thì nói vậy thôi, làm quan gì thì còn ham. Chứ mà làm quan để cai quản những người đàn ca hát sướng thì chắc có ngày cái bộ não này nó sẽ nhão thành chao luôn đó em à. Không nói với anh nữa đâu. Nè, em hãy nhìn kỹ đi. Cái gương của quan gia lúc nào cũng bắt người ta học đờn, suốt ngày đêm đờn ca hát sướng, để chờ hát cho vua xem. Nếu mà vua cười thì cha cũng cười theo, còn vua nhíu mày cha cũng âu lo. Trời ơi, có lúc mà cha vua buồn cha bỏ đi đâu đó, rồi mồ hôi cha tuôn xuống đầm đìa như chờ giờ hành quyết cho xong. Bởi vậy anh thấy cha nhiều khi cha thấy vua xem mà vua cười cái cha cười, rồi vua buồn cha buồn, nhiều khi hả rồi vua vuốt râu vua ấy mà râu cha có chút xíu mà cha cũng vuốt thấy thương ghê. Anh dám nhưng mà thôi cha. Nói thì nói với em như vậy, nhưng mà mỗi người có một cái ý thích, ai ham làm quan thì làm quan, còn mình thì mình ham thứ khác. Này em gái thân mến của anh, có chút đỉnh không? Cho anh xin làm vài bầu rượu cho nó ấm lòng người. Em mới đưa cho anh hôm qua mà. Trời đất ơi, tiền bạc với anh mà nói đưa ngày hôm qua. Mới đưa ngày hôm qua thì hôm nay nó đã hết rồi. Em hết tiền rồi. Thôi mà năn nỉ mà, cho anh xin chút nghẽo đi. Anh ra anh kiếm vài bầu rượu. Không cho anh lấy cái này. Anh nếu anh em không chị... cho anh lấy cái này anh bán cho mấy cô ca nữ. Không. Năn nỉ trả lại cho em đi. Bây giờ em có cho tiền không? Tiền trao thì cháo múc, không tiền thì chút cháo vô. Ôi năn nỉ mà. Không có năn nỉ gì hết trơn á trời. Bởi vì anh biết em rất quý cây quạt này, là bởi vì cây quạt này là của người ta tặng đúng không? Sao? Bây giờ đi vô trong lấy tiền chuộc lại cây quạt này. Còn nếu không anh đi bán à? Đợi chút xíu. Tiếc lẻ với anh làm gì không biết nữa. Trời gì? Quạt này rất là quý nè. Trời ơi quá. Bởi vì dạ, làm ơn cho tôi hỏi thăm. Cứ việc hỏi đi. Công tử Phương Tùng có nhà không ạ? Có. Làm ơn cho tôi được gặp công tử Phương Tùng. Phương Tùng nào? Dạ, Phương Tùng là con của đại quan Phương Hạo. Mà anh bạn có gặp công tử Phương Tùng lần nào chưa? Dạ, chúng tôi ăn chung, ở chung suốt 3 năm trời. Chẳng những quen mặt, quen người, mà cả giọng nói, tướng đi, tôi rành từng chút một. Giọng nói, tướng đi, khuôn mặt, nụ cười, ăn chung, có ngủ chung nữa hả? Dạ. Thôi, ngủ chung rồi nào, biết rồi, có ngủ không? Phải không đó à? Tôi nói thật mà. Nhưng mà tôi hỏi thiệt anh bạn vậy chứ, anh bạn có gặp công tử Phương Tùng lần nào chưa? Gặp rồi đó, phải không? Dạ phải à.
Làm ơn, chứ tôi gặp công tử Phương Tùng. Khoan để xin lỗi ha, xin lỗi. Để coi tôi bệnh hay là anh bạn bệnh. Tôi đâu có bệnh gì đâu. Không có bệnh à, nóng lắm đó nha. Trời ơi trời, 90 độ đó, chứ còn 10 độ nó là thành nước sôi luôn rồi đó. Trời ơi, tại sao lại kỳ cục vậy ta? Phương Tùng là một công tử con của đại quan Phương Hạo, là một cái người ăn chơi chắc tán, nổi tiếng khắp kinh thành, đang đứng trước mặt của anh bạn đây mà anh bạn nhìn không ra. Anh nói sao? Anh là công tử Phương Tùng à? Còn ai nữa? Ủa, mà ông anh tìm gặp Phương Tùng có chuyện gì? Hiểu rồi, đánh ghen phải không? Dạ không. Hay là tới đây để đòi nợ mướn? Dạ cũng không. Xin huynh đừng nóng vội, tôi sẽ giải bài cho anh được rõ. Có một công tử cũng tên là Phương Tùng, là con của đại quan Phương Hạo ở nơi đây. Đi học 3 năm và kết bạn cùng tôi tại trường, chúng tôi xem nhau còn hơn là ruột thịt. Và trong cây quạt đó có thơ lệ, cây quạt đó tôi đang nắm ở trong mình, và chắc chắn rằng anh đã tặng nó cho tôi. Chuyện xảy ra thật là rất lạ. Cây quạt của tôi đúng là anh đang cầm, nhưng tôi tặng là tôi tặng cho anh Phương Tùng. Thì Phương Tùng là tôi. Phương Tùng nè. Dạ. Ủa sao vậy? Thắc mắc lắm phải không? Trời ơi Phương Tùng nè, không nhìn ra Phương Tùng sao? Dạ không phải à. Thôi được rồi, đùa với anh bạn cho xíu cho vui vậy thôi. Chứ tôi đã hiểu tất cả mọi chuyện rồi. Tôi sẽ gọi em gái của tôi ra đây để giải đáp thắc mắc của anh. Nhưng mà... Thôi được rồi, nhưng mà trước khi... Thôi xoay qua đây đi, xoay qua đây đi ha. Rồi, để từ từ nha, từ từ nè. Phương Hoa. Dạ. Phương Hoa, em gái cục cưng của anh ra đây coi. Em có rồi nè, chuẩn bị xong rồi nè. Tiền cất kỹ lắm, làm sao lấy lâu quá vậy không biết nữa à. Nè. Nè. Đó. Cảm... Dạ. Điền Minh. Dạ. Dạ không. Điền Minh à. Dạ nhưng tiểu thư là ai mới được? Em đây mà. Chàng sao vậy? Dạ. Em hiểu rồi. Chờ em chút nghe. Cô gái này giống y hệt Phương Tùng bạn học của ta. À, chắc là cô em gái tôi gọi Phương Hoa mà Phương Tùng định làm mai cho ta dạo trước. Đẹp thì có đẹp, nhưng sao mà tánh nết lại xấu sàng quá. Nói xấu người vắng mặt là không tốt đó nha. Dạ. Kỳ lắm đó à. Sao, hồi nãy giờ anh bạn gặp Phương Tùng chưa? Dạ, vẫn chưa ạ. Vẫn chưa gặp được Phương Tùng? Dạ phải. Phương Tùng mới vừa đi vào đó. Chắc là quên đã lầm rồi. Bạn của tôi Phương Tùng là nam nhân mà. À thì đúng rồi. Nam nhân đó. Nhưng tiểu thơ vừa rồi lại là nữ nhi. Phải rồi, thì là nữ nhi. Đâu phải là Phương Tùng này. Thì không phải là Phương Tùng này. Vậy làm ơn chứ tôi gặp Phương Tùng kia. Đó, Phương Tùng kia. Dạ, quên nói gì tôi thật tình không hiểu. Trời đất ơi, vậy mà cũng không hiểu nữa hả? Có nghĩa là... Rồi, hiểu rồi. Thôi đừng có đuổi, để tôi vô. Hiểu chưa? Rồi, đó, hiểu Điền không? Minh, không hiểu nữa đó. Chàng hãy nhìn xem. Luôn rồi nè, đó, chịu nổi không? Đúng rồi. Đúng là bạn học của ta rồi. Phương Tùng. Nhưng mà, tại sao em... Còn đây... Đây là ai? Ta thật không ngờ. Thì ra bạn học Phương Tùng của ta lại là nữ nhi à. Dạ, em tên gọi là Phương Hoa. Phương Hoa. Em đổi tên anh Phương Tùng đi học là tại vì cha em rất muốn có một người con am tường nghệ thuật.
3 năm trời say mê học tập, giờ đây em đã giúp được cho cha rất nhiều việc. Anh có biết không, chỉ có thầy mới biết em là gái đó. Thầy chúng ta đức trọng tài cao, cuộc đời từng trải, chán công danh phú quý, ở ẩn một nơi, đem nghệ thuật hòa với thiên nhiên. Thầy đã sáng tạo ra những điệu múa lời ca ý nhạc mang đậm màu sắc dân gian. Điền Minh, Điền Minh ơi, chàng hãy nhìn em và hãy nói lên những lời nhớ thương khi xa cách. Qua những đêm nằm suốt canh thâu trằn trọc, nghe trong hoàng thành em lại nhớ tiếng sáo của anh. Tiếng sáo vọng lên lay động đất trời, dù xa cách đã lâu tiếng sáo vẫn còn bên tai. Nên suốt thời gian qua những khúc nhạc ca ở cung đình do chính tay em làm mang âm hưởng tiếng sáo dân gian. Cả triều đình say mê, từ đức vua đến các quan đại thần, càng làm em nhớ anh vô cùng. Hỡi người nghệ sĩ tài năng, trong khi đó thì chính anh lại bị quan tri phủ truy lùng. Ta bảo rằng tiếng sáo này có ma thuật ở bên trong, nên anh tìm đến đây gặp em để cậy nhờ em dùng sự quen biết của mình cứu mẹ anh thoát khỏi nơi giam hãm. Anh yên lòng ở đây mãi mãi, việc cứu mẹ hiện đâu khó khăn gì. Hồi đó khác, còn bây giờ, bây giờ thì khác. Có khác gì đâu, hồi đó cũng em, bây giờ cũng là em mà. Anh muốn nói, hồi đó em là nam nhân mà. Tại anh tưởng em là nam, chứ em đâu có phải là nam nhân. Điền Minh, Phương Hoa, hồi chúng mình chia tay, anh có nói với em một câu, anh còn nhớ không? Anh nói là anh ước mơ có được phép thần biến em thành con gái để anh yêu. Gặp nhau thương nhớ bao lâu, giây phút mong chờ tình yêu biết phân vân ở gì. Tình yêu chợt đến bất ngờ mà chính anh cũng không hề nghĩ đến. Còn em, từ ngày sống bên nhau, em đã thầm thương trộm nhớ, nên ôm tiễn đưa anh về thăm quê mẹ. Em đã nén lòng chờ đợi, không thổ lộ tình yêu trong buổi trường. Vì em tin hạnh phúc đôi ta sẽ mãi mãi lâu bền, hạnh phúc của hai tâm hồn cùng yêu nghệ thuật, biết trở về nguồn cội của ông cha. Anh thổi sáo em làm thơ, anh qua lời ca em ra. Yeah.
anh vẫn giữ đây. Đôi thiên còn đó mừng ngày gặp nhau. Xa tay em bắt nhịp cầu cho anh được nói một câu tạ lòng. Phương Hoa, Phương Hoa ơi, đúng là trước kia anh thầm mong sao em là gái, nhưng rồi anh thấy mình cứ suy nghĩ riêng giống. Ngày hôm nay được thấy mặt em, được nghe tâm tình em càng to. Hạnh phúc đến như một rừng hoa nở, mà em là loài hoa đẹp nhất trên đời. Rồi chúng mình sẽ làm đám cưới nơi đây, em sẽ cho người về phố đường đón mẹ. Phương Hoa, anh và em cùng bắt tay xây dựng nghệ thuật dân gian ngay giữa chốn cùng địch. Phương Hoa, Điện Minh. À, Điện Minh ơi, đã tan triều rồi, cha em cũng sắp về đến. Bây giờ chàng hãy vào trong tạm lánh mặt, đợi cha về em sẽ thưa chuyện lại với cha. Em tin rằng cha sẽ thương mà cho chúng mình làm đám cưới. Ta cũng mong là như vậy. Phương Hoa, ta sẽ vào trong chờ đợi tin nàng. Dạ. Phương Hoa, Phương Hoa, Phương Hoa con. Dạ. Phương Hoa. Dạ, cha mới về hả cha? Phương Hoa con gái cưng của cha. Cha về đây để báo cho con một tin mừng. Cha ơi, con cũng có tin mừng định báo cho cha nè. Con cũng có tin mừng báo cho cha nữa. Dạ. Nhưng mà cha chắc chắn rằng tin mừng của con không có quan trọng bằng tin mừng của cha đâu. Nè, con gái cưng của cha. Dạ. Con có biết hôm nay trong tuổi lâm triều, đức vua đã ban phước lành cho cha là sẽ truyền con vào làm vương phi cho người. Con có biết trong triều đình biết bao nhiêu là tiểu thư xinh đẹp, nhưng mà đức vua chọn con vì mê sắc mê tài, cũng nhờ những lần vào đời ca hát sướng để hầu hạ cho người, mà hôm nay con đã trở thành một vương phi. Trời. Con có biết mình trầm tha của hoàng hậu, chắc chắn sau này con sẽ trở thành là một vị thiên hạ. Hôm nay con sẽ được đưa vào cung cấm. Kìa, con vui hay sợ mà thắc mặt đổ thai vậy con? Trời, con xin cha mở lượng hải hà, đừng bắt con phải làm một vương phi. Cha đã biết từ lâu con đã yêu một người, con phải giữ lòng cha biết rồi, cha nhớ ra rồi. Con có yêu anh chàng thổi sáo gì đó phải không? Dạ. Mà thổi sáo tuyệt vời nữa phải không con? Dạ, dạ đúng rồi đó cha. Nhưng mà tuyệt vời gì thì cũng đâu có bằng đức vua quyền uy tối thượng ở trên ngôi cao chính bệ. Trời, trời, nhưng chàng chính là đức vua của con, là đức vua của những người thổi sáo đó cha. Cha, cha. Ba cái thứ nghệ thuật mông lung này không có ai mà chịu nhận mình thua người ta hết trơn á, mặc dù sự thật đã được phơi bày ra đó. Thì đừng có mong là có vua có chúa ở trong nghề. Những thằng vỗ ngực xưng tên là những thằng điên. Dạ. Cha cai quản cái đám này cha biết mà. Cũng có người tài năng nhân hậu thật sự, nhưng mà ít thôi con. Còn những cái tên đốn mạt đê hèn thì nhiều lắm. Thôi, lấy vua cho chắc ăn. Dạ. Trời, con không có lấy đức vua đâu, con chỉ yêu chàng thôi à. Trời, con yêu chàng tha thiết đó cha. À, con yêu cái anh chàng thổi sáo đó tha thiết cho con, không có yêu đức vua hả? Dạ. Thì bây giờ đổi lại, bây giờ đừng yêu thổi sáo, yêu đức vua đi. Dạ. Trời, tình yêu đâu phải là một quân cờ, mà hễ không đi được quân này thì đổi lại quân khác đâu cha. Đổi hay không đổi gì thì cũng không được. Vì dạ, đức vua đã hạ lệnh rồi. Và ngay hôm nay con sẽ được đưa vào cung cấm. Dạ. Hãy vào trong trang điểm để cho kịp giờ
giờ lành đó nghe con. Ôi xe đánh ngàn tay lan từ đâu xe nát trái tim này, hạnh phúc tưởng chừng đã ở trong tay. Tiên Minh ơi, nhưng có ngờ đâu một phút giây bóng tôi dây quanh mà quỷ chậm chậm. Thôi chết rồi đôi tim, chiếc cân theo em đã trao anh. Lời tình yêu chưa nói sao giờ đây đã nghẹn lời. Giết chết đi mối tình là giết chết cuộc đời em. Phương Hoa ơi, anh những tưởng ghé qua nhà em là để mong nối lại tình bạn bè thân quen ngày chung mình đi học, nào ngờ đâu anh nhận được một tình yêu cao đẹp như một giấc mơ qua. Rồi khi tỉnh giấc lúc tàn canh, anh phải đổi khăn tang để đưa tiễn tình anh biển biệt xuống quang mồ. Em sẽ là một chương phi, còn anh là nên thôi sao bên lề. Tiếng sáo của anh sẽ mang thêm niềm đau, nhưng thế đêm tình mình chôn chặt chốn rừng sâu. Em sẽ là chương phi chức trọng quyền cao của nhà nhạc, người hầu kẻ hạ. Anh về lại ngôi trường xưa dắt lá để đêm đêm nhớ bạn ân tình gửi trong tim xa. Cái cậu khổ sao kia, tại sao cậu lọt vào nhà của tôi được? Hôm qua thì đã con, trời ơi, con là một đứa con gái lăng loạn bất hiếu, nhục quá mà. Cậu kia, tôi nghĩ là cậu phải có nhân cách chứ. Thưa đại quan, xin đừng tự những người nghệ sĩ như tôi không giữ gìn nhân cách, mà chỉ vô quán áo rộng mũ cao mới tự cho là đạo đức hơn người. Nghệ sĩ cũng móc họng ra mày. Vì chúng tôi vừa có trái tim vừa có cả vào đây cũng chỉ vì tình cảm đó, nhưng lại gặp cảnh cũ phàn tan vỡ một tình yêu. Ở làng quê quyền lực hoang nghi phụ đã cướp mất mẹ tôi, còn ở tại kinh đô quyền lực ông vua đã cướp đi người tôi yêu quý. Vì tôi chỉ là thân nghệ sĩ nên phải đành nuốt hận mà thôi. Cậu thiệt là cả gan mà. Bây giờ cậu dám trách cả đức vua quyền uy tối thượng nữa hả? Như vậy cậu xem cả triều đình này không có ai để cho cậu nể nữa ha. Cha, cha ơi, con xin cha mà. Tiền Minh ơi, em đâu ngờ ngày chúng mình gặp lại cũng chính là ngày mất mát đau thương. Đi, anh hãy đưa em đi, chúng ta sẽ lánh xa người quý đang đè nặng, chúng ta về lại trường xưa bên thầy yêu.
kinh. Anh ta hồ thổi sáo và em được ngâm thơ. Đi đi anh, sao anh đứng lặng im? Anh ơi chậm một phút giây là tình ta tan biến. Anh hãy nói đi. Sao anh không nói? Trời ơi, người ta đã đánh ngủ anh rồi. Quân, bắt nó lại. Phải. Người ta đã dùng uy quyền đánh gục tôi. Người ta đã giết chết tôi từ từ. Có ai không? Có ai không? Có ai cứu tôi không? Nhà tao mà ai cứu mày? Không lẽ nó ăn lương tao nó cứu mày? Không ai cả. Lời của tôi như vọng vào sa mạc mênh mông. Chân của tôi bước vào khoảng trống không. Còn nhiều gian dối bất công, lọc lừa xảo quyệt. Dẹp hết đi, hãy dẹp hết đi những thứ quyền quý đang ngự trị, hãy dẹp hết đi, hãy dẹp hết đi những con người đang chật chờ bóp nát chúng tôi, những người đầu óc rỗng không, lời chỉ ở đầu môi, nắm quyền lực trong tay mà bất tài vô đứng. Dạng ra, Quân, bắt nó lại. Cha ơi, con xin cha mà. Vậy? Cha đừng có đụng đến cha. Không đụng nó. Không đụng nó vậy chứ để nó đụng từ trên tới dưới mà thấy không? Dạ. Nó nói ai? Ai đầu óc trống không? Ý nó nói ai? Nó nói ai quyền uy tối thượng mà bất tài vô đức? Dạ thưa cha. Rồi ổng tới. Dạ hình như nó nói cha đó cha. Mà con thấy nó nói cha câu nào cũng trúng phóc câu đó vậy cha. Trời 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 ơi, mày con tao mà mày nói như vậy đó hả? Mà cũng mất dạy. Dạ. Mai Phước à cha. Dạ thưa cha, nếu thật sự mà con nghe lời cha dạy, tham phú phụ bần, ham quyền quy mà bỏ đi nghệ thuật, rồi nếu nỡ như sau này con mà nhắm mắt thì ai khóc cho con? Ai cho con miếng đất để gửi nắm xương tàn nơi cát bụi, hạt bụi nào? À! Dạ, dạ thôi. Mày câm họng mà lại nghe không? Không có nói chuyện nữa. Để cha làm việc nha. Nói nghe lời cha cưng, chúc cha cho tiền. Dạ. Đi chơi nha. Quân! Dạ. Bắt nó lại. Dạ. Dạ. Quân! Thả nó ra. Điện Minh ơi. Bắt lại. Thả ra. Bây giờ tụi bay nghe ai? Bây giờ chúng bay nghe lời ai? Nghe lời cha tao thì không có gì, còn nghe lời tao thì sẽ được thưởng, rồi tao dẫn đi uống rượu, lại còn được đi đánh bài nữa. Trời ơi con ơi, con để cho cha làm việc coi. Trời ơi cha để cho con làm việc đi cha. Trời ơi, sao mày cứ xía vô chuyện của tao hoài vậy? Cha cũng trọt vô chuyện của con không à. Mày lấy tiền mày đi chơi đi để tao làm việc. Thôi nhưng mà con nói cho cha nghe nè, hồi nãy con đang rong chơi ở ngoài phố thì tình cờ con thấy Quan Quân khiên kiệu tới nhà mình đó cha. Chắc có lẽ là tới giờ rồi à, đến rước Phương qua vợ. Như vậy thì thôi cha nên mở cái lòng độc địa của cha mà thả cái nhân đức ra để tha cho chàng thổi sáo. Con thấy là khiên kiểu hả con? À. Vậy là xuống rước em con đi rồi đó. Dạ. Con ở nhà con lo cho em con nghe. Dạ. Để ra ngoài, cha ra ngoài cho đón tiếp cho con. Dạ. Trời ơi, cha vợ chưa đi sao vậy ta? Này, anh chàng thổi sáo, cha ta đã tha cho chàng rồi đó. Hãy đi đi, đi nhanh đi đi, đi đi. Không, vượt qua. Thôi đi đi. Không, vượt qua. Trời đất ơi đó, người ta đó thương nhau đeo dính như sam vậy đó mà ổng nỡ nào ổng cắt đứt tội nghiệp không? Hãy đi đi. Đi thôi, chúng ta phải đi thôi, chúng ta phải đi thôi. Đi đâu? Quân, bắt nó lại. Trời ơi, đã không còn kịp nữa rồi.